Chiều 22 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhân dịp có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 21-23 tháng 5 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp ông Dmitry Medvedev cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao của Liên bang Nga sang thăm Việt Nam, cho rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Medvedev lần này là dịp để hai bên trao đổi về hợp tác giữa hai đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thống nhất các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác song phương, vì lợi ích của người dân và sự phát triển của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Cùng với đó, khẳng định Nga mong muốn cùng Việt Nam phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác song phương mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu nhằm đáp ứng mong muốn của người dân hai nước và yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia. Ông Medvedev cũng khẳng định Đảng nước Nga Thống nhất luôn ủng hộ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, duy trì, củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian gần đây, trong đó có việc tổ chức thành công khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Qua đó thống nhất những phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần có các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác song phương trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn, đẩy mạnh và làm sâu sắc hợp tác song phương trong những lĩnh vực như năng lượng, dầu khí, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo, chính quyền Liên bang Nga đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga thời gian qua, mong Chủ tịch Medvedev và Đảng nước Nga Thống nhất tiếp tục đóng góp tiếng nói, ủng hộ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam được tiếp tục sinh sống, học tập, làm ăn lâu dài tại Nga. Qua Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chào và thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Theo công luận, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.